Xin chào, lại là Anna. Lia đây. Anna nhận được yêu cầu hãy hướng dẫn vẽ móng tay hình đám mây từ một bạn bình luận để lại. Và để đáp ứng yêu cầu này, Anna sẽ chia sẻ với bạn tận 3 cách để có thể vẽ mây luôn. Đầu tiên thì Anna muốn cùng bạn thực hiện kiểu dễ nhất, chính là kiểu sử dụng chấm bi. Bạn sẽ sơn sẵn cho móng một màu nền tùy ý lên đây. Ở đây Anna lựa chọn màu hồng cho nó bánh bèo. Rồi sử dụng đến một cây chấm bi, lấy vào chia vẽ màu trắng. Rồi bạn sẽ đặt lên trên móng, chấm ra các chấm bi sát nhau. Nhưng ở đây Anna sẽ có một mẹo nhỏ cho bạn rằng chúng ta chấm theo hiệu ứng đám, hiệu ứng khối. Tức là chúng ta sẽ chấm các chấm bi kế bên nhau nhưng mà lồi lõm cao thấp. Rồi tô màu nền màu trắng hết cho phần đám mây này. Vậy là bạn đã có được một đám mây, rất nhanh đúng chưa? Có được một đám mây rồi thì tùy ý bạn muốn đặt đám mây ở đâu thì chúng ta chấm tiếp ở đó để tạo mây. Giống như ở đây lệch bên trái, Anna sẽ chấm thêm một đám mây nữa. Rồi cũng tô màu trắng hết cho phần bên trong này để chúng ta đã có được một đám mây. Những chỗ trống khác trên móng cũng tương tự. Chỗ nào muốn tạo mây thì chúng ta chỉ cần chấm một cụm chấm bi ở đó rồi tô màu trắng hết cho phần cụm đó. Vậy là đã có được một cái mây. Sau khi đã vẽ thêm xong hết những đám mây tùy ý trên móng rồi thì những chỗ còn trống chúng ta có thể tạo ra hiệu ứng lóe sáng để thêm phần đặc sắc bằng cách sử dụng một cây cọ râu. Đánh một dấu cộng ở trên móng, chỉ cần vẽ một đường thẳng ngang qua rồi một đường thẳng dọc xuống, vậy là bạn đã có một hiệu ứng lóe sáng dạng dấu cộng. Thêm một vài dấu cộng nữa vào những vị trí còn trống trên móng. Rồi ở những chỗ móng còn trống nhỏ hơn thì Anna sẽ tạo mây mini bằng cách lấy chấm bi chấm lên đây vài chấm là Anna đã có mây mini. Đến đây là Anna đã trang trí xong hết cái móng rồi, Anna sẽ cho đi hơ đèn cho khô cái móng này. Sau khi hơ đèn khô là Anna đã hoàn tất mẫu móng vẽ mây rồi. Bây giờ Anna sẽ sơn một lớp bóng gel lên đây để hoàn tất tác phẩm. Vậy là Anna đã xong kiểu trang trí móng đầu tiên, vẽ mây cơ bản. Và kiểu vẽ mây số 2, Anna sẽ chia sẻ bằng cách sử dụng cọ bảng. Bạn sẽ sử dụng một cây cọ bảng, có thể dùng số 2 hay số 3 tùy ý nha. Chúng ta lấy vào chia vẽ màu trắng, bạn lấy một nửa cọ thôi. Một nửa còn lại chúng ta lấy vào top gel. Rồi sau đó đặt ra mặt phẳng, tán cho phần màu này thấm đều trên lông cọ. Bước này thì cũng giống như chúng ta tán màu để vẽ cọ bảng hoa bình thường thôi. Tán cho phần màu này thấm đều trên lông cọ rồi thì chúng ta đặt lên để vẽ. Bạn chỉ cần nhúng cọ theo dáng chữ C, nhúng lấy vài nhúng rồi kéo thẳng đầu ra. Vì chúng ta chỉ lấy một nửa cọ bảng có màu thôi nên là mây của bạn sẽ có màu trắng đậm ở phía trên rồi nhạt dần xuống phía dưới, tạo hiệu ứng tự nhiên cho đám mây. Vậy là đã có hiệu ứng đám mây rồi. Thì cũng giống như mẫu móng trước, chúng ta sẽ tạo ra nhiều đám mây trên móng, đặt tùy ý vào những chỗ bạn muốn, vẽ ra các hiệu ứng đám mây tương tự như cái đầu tiên. Ở đây Anna sẽ có một gợi ý nhỏ cho chúng ta để mẫu móng được tự nhiên là chúng ta vẽ các mây tự nhiên lên, cái lớn, cái nhỏ, cái thì cao, cái thì thấp, để cho mây này nhìn tự nhiên trên móng. Thêm xong hết các đám mây rồi thì chúng ta sẽ cho đi hơ đèn cho khô đám mây này. Sau khi hơ đèn khô là bạn đã có hiệu ứng mây rồi, nhưng mây ở đây chưa có sáng rõ, vì thế chúng ta đồ lại lần thứ hai. Cũng sẽ sử dụng cọ bảng này, chúng ta đồ lại lần thứ hai. Lần thứ hai ta chỉ cần vẽ y chang các nét của lần thứ nhất. Vẽ đồ lần thứ hai này có công dụng giúp cho đám mây của bạn được sáng lên, đậm màu lên. Sau khi vẽ thêm xong hết các đám mây rồi thì cũng giống như mẫu đầu tiên, chúng ta vẽ thêm mấy cái hiệu ứng lóe sáng hình dấu cộng nè. Rồi chấm thêm một vài chấm nhỏ nữa để trang trí. Vậy là bạn đã có được một cách nữa để vẽ mây rồi nha. Và nếu bạn đã thử hai cách trên mà vẫn chưa hài lòng thì hãy thử cách số 3 này nha. Với cách số 3 này, chúng ta sẽ vẽ một đám mây theo dạng hoạt hình. Cụ thể là bạn cũng sẽ sử dụng chấm bi, lấy vào che vẽ màu trắng. Cũng giống như ở mẫu số 1, chúng ta sẽ chấm các chấm tròn trên móng bao quanh với nhau hết để tạo ra hiệu ứng đám mây. Nhưng mà khác một chút là chúng ta vẽ đám mây to ra. Chấm đều hết các chấm ở phía ngoài rồi thì chúng ta cũng tô nền màu trắng hết để tạo ra cái đám mây.
tô xong phần nền này rồi thì bạn sẽ sử dụng một cái cọ râu. Bây giờ chúng ta sẽ miết lại cho phần bên ngoài. Bạn sẽ vẽ viền lại bao quanh cho phần phía ngoài này được tròn theo dáng chữ C. Bạn sẽ tưởng tượng đám mây của bạn sẽ hình thành bởi những chữ C nắm tay nhau, nối lại tạo thành một đám mây. Viền lại hết cho đám mây rồi thì Anna sẽ thêm một chi tiết rất dễ thương, chính là những giọt nước ở bên dưới của đám mây. Cũng sẽ sử dụng cây cỏ râu này luôn, đặt ở bên dưới của đám mây, vẽ ra những dáng giọt nước. Giọt nước thì chúng ta sẽ vẽ ở phía trên này nhọn, xuống phía dưới thì bầu tròn ra. Mình sẽ thêm tùy ý vài giọt nước vào cho tự nhiên. Thêm xong cái giọt nước rồi thì bạn sẽ cho đi hơ đèn cho khô các họa tiết này. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ viền lại tạo nổi bật cho đám mây. Sử dụng cây cỏ râu luôn, lấy vào chơi vẽ màu đen. Rồi bạn đặt và viền lại cho đám mây. Bạn viền phần cảnh ngoài của đám mây trước. Vẽ viền các chữ C phía bên ngoài hết cho đám mây. Viền xong cho phần đám mây rồi thì viền luôn cho phần giọt nước ở bên dưới. Viền xong hết cho các họa tiết rồi thì bây giờ chúng ta mới thêm chi tiết hoạt hình vào đây. Bạn sử dụng một cây chấm bi, lấy vào che vẽ màu đen. Rồi bạn canh chỉnh ở giữa của đám mây, chấm hai con mắt. Hai con mắt này chúng ta chấm với độ lớn tương đồng với nhau. Rồi ở giữa hai con mắt, sử dụng cỏ râu, vẽ một dáng chữ C, tạo cái miệng đang cười. Vẽ xong cái miệng rồi là bạn cũng đã có được đám mây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho đi hơ đèn cho khô tất cả các họa tiết màu đen vừa mới vẽ lên này. Sau khi hơ đèn khô là bạn có thể thấy được chúng ta đã có một bé mây xinh xắn ở trên móng rồi. Việc cuối cùng của bạn chỉ là sơn móng treo lên đây để hoàn tất mỏng móng nữa là xong. Vậy là Anna vừa mới chia sẻ xong với bạn 3 cách để có thể vẽ mây trên móng tay. Nếu bạn còn có yêu cầu nào, hãy để lại bình luận ở bên dưới cho Anna biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.